Giới thiệu về thầy Thích Minh Tuệ trên Wikipedia. Thông tin chung, Wikipedia bách khoa toàn thư trực tuyến lớn nhất thế giới đã chính thức ghi nhận thông tin về thầy Thích Minh Tuệ. Trang này được sửa đổi lần cuối vào ngày 30 tháng 5 năm 2024. Wikipedia ký hiệu nhãn hiệu đã đăng ký là thương hiệu đã đăng ký của Wikimedia Foundation, Inc., một tổ chức phi lợi nhuận. Thích Minh Tuệ, sinh 1981, tên thật là Lê Anh Tú, là một tu sĩ Phật giáo người Việt Nam, nổi tiếng với việc hành hương khổ hạnh trên khắp đất nước Việt Nam. Xuất thân, ông tên thật là Lê Anh Tú, sinh năm 1981 tại xã Kỳ Văn, huyện Kỳ Anh, Hà Tĩnh, Việt Nam. Xã Kỳ Văn, huyện Kỳ Anh, Hà Tĩnh nằm giữa Nghệ An và Quảng Bình. Ông là con thứ hai trong một gia đình có 4 người con. Năm 1994, ông cùng gia đình chuyển đến xã Y Tô, huyện Igrai, tỉnh Gia Lai sinh sống. Tại Gia Lai, khi học hết phổ thông trung học, ông đi nghĩa vụ quân sự. Khi xuất ngũ, ông theo học trường trung cấp lâm nghiệp Tây Nguyên. Tốt nghiệp, ông làm công tác đo đạc địa chính cho một công ty tư nhân có trụ sở tại tỉnh Phú Yên. Xuất gia, tháng 7 năm 2015, ông xuất gia đi tu tại một ngôi chùa với pháp danh là Thích Minh Tuệ. Sau đó, ông rời khỏi chùa, lên núi ẩn cư một mình trong hốc đá, hàng ngày đi khất thực. Sau thời gian ở một chỗ, thấy mình không có cơ hội xúc chạm để thử thách tham, sân, si nên quyết định đi bộ hành từ Nam ra Bắc và ngược lại từ năm 2017 cho đến nay. Ông cho biết, ông chưa phải là tu sĩ Phật giáo, không tu tập và không là nhân sự của bất cứ ngôi chùa, cơ sở tu viện nào của Giáo hội Phật giáo Việt Nam. Giáo hội Phật giáo Việt Nam cũng cho biết ông không phải là tu sĩ của giáo hội này. Theo tiến sĩ Hoàng Văn Trung, trưởng phòng nghiên cứu lý luận và chính sách tôn giáo, Viện Nghiên cứu Tôn giáo, nếu tin và tu hành theo Phật giáo thì là tu sĩ Phật giáo. Câu nói, con, tức Thích Minh Tuệ, không là nhân sự của chùa nào, không phải là Nam Tông hay Bắc Tông, cũng không phải là tu sĩ của Giáo hội Phật giáo Việt Nam, bởi con tự thấy đạo đức của con chưa đạt đến cảnh giới đó, con không phải là sư, là thầy gì cả, con là công dân Việt Nam giống như mọi người thôi, con chỉ muốn học tu. Không có mục đích tuyên truyền hay giao giảng gì cả. Phật bày như thế nào con làm như thế ấy để con an lạc hạnh phúc, chứ không phải tự mình mà biết được. Con coi mọi người đều là anh em, cha mẹ con. Trong lòng con không còn ích kỷ, thù hận, con coi tất cả mọi người trong thế gian là bình đẳng. Mọi người không nên học bói toán vì có cái đúng, có cái không đúng. Đức Phật không có dạy xem bói. Thay vì học bói toán, mọi người nên học đạo đức, giới luật, cố gắng giữ năm giới, không sát sinh, không trộm cắp, không tà dâm, không nói dối, không uống bia rượu sẽ được hạnh phúc. Việc giữ giới là quan trọng đầu tiên trong giới định tuệ. Không giữ giới thì không tu được thành Phật. Mọi người đừng lạy con mà hãy lạy Phật, Pháp, Tăng. Đối với con, ở đâu cũng là chùa. Ai không có thứ gì đáng giá trên người mới là hạnh phúc, vì họ không phải lưu giữ gì cả. Những người tu hành, già cả hay nghèo khổ, mình nên bố thí cho họ cơm ăn, ý áo, vật thực hay cái gì đó. Những người sa ngã, ăn chơi, hư hỏng, mình bày cho họ đừng sát sinh, trộm cắp, giữ trọn năm giới, đó là bố thí pháp. Đời là vô thường, sống nay chết mai đâu ai biết, nên con phải sớm đi tu. Lỡ mai chết mất thân này thì con đâu còn cơ hội để tu. Con mong sớm thành chính quả để con báo hiếu cho cha mẹ.